các trinh sát thuộc đội cảnh sát phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Đà Nẵng, cho biết vừa phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra căn nhà số 3 Trần Cừ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê và 157 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Đây là hai địa điểm dùng làm nơi trưng bày và bán các loại thuốc lá điện tử của ông Vũ Đức Phúc, 29 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tại đây, công an đã bắt quả tang và thu giữ 207 máy hút thuốc lá điện tử, 1.622 lọ tinh dầu và 20 hộp phụ kiện sử dụng để hút thuốc lá điện tử. Tại thời điểm kiểm tra, Phúc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của những loại hàng nói trên. Công an đã tạm giữ số hàng và lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.